Rồi quý vị ơi, bên size 231 nha quý vị. 5 cây mai chiếu thủy 300 bao ship nha quý vị. Anh em nào mua vui lòng chuyển khoản trước nha. Rồi một cây nè. Những cái cây này nó nằm trong cái bầu này, mình về mình dẫn ép vô cái chung nhỏ xíu được nha quý vị. Nè, tôi ép cho quý vị coi nè. Thấy cái chung nhỏ không? Này ép rồi là bán 100 ngàn cây bao ship nha quý vị. Đó, ép vô nhỏ xíu vậy luôn đó. Nè, sau này nuôi thành cây cũng ép vô cái chậu vậy nè. Cái này cũng có phọt của nó nè. Đó, mấy cái này là 5-600 ngàn một cây nha quý vị. Rồi cây số 2. Đó, cái này có 5-60 ngàn một cây hả. Về tới nhà mình luôn, mua về mình cứ tự uống éo mình chơi đi. Muốn để trong chậu này nuôi sành cây rồi gọt nhỏ lại, còn không mà muốn đài vô cái chậu nhỏ liền cũng được luôn. Số 4. Đây cây số 5 nè. Cây nào cũng có bộ đế trơn ha. Ép vô cái chung nhỏ xíu gì như tôi vậy nè. Rồi đó, khỏi có uống éo gì trơn, thấy không? Cây này đang ra hoa nè. Ép vô đây luôn. Để dùng trong chậu vậy rồi chơi nó ra hoa hoài, khỏi uống éo, chơi cái tàn thiên nhiên vậy luôn nha quý vị. Rồi. Xuống luôn đi bây ơi. Tranh thủ đi, nắng quá trời rồi.